Xin chào các em, rất vui khi được đồng hành cùng các em trong khóa học ôn thi vào 10 Trung học phổ thông môn ngữ văn của trang web olm.vn. Lời văn tả ra, hình như máu chảy ở đầu ngọn bút, nước mắt thấm ở trên tờ giấy, khiến ai đọc đến cũng phải thấm thía ngậm ngùi, đau đớn đứt ruột. Tố Như Tử dụng tâm đã khổ, từ sự đã khéo, tả cảnh đã hệt, đàm tình đã thiết. Nếu không phải có con mắt trong xấu xấu cõi, tấm lòng nghĩ suốt cả nghìn đời, thì tài nào có cái bút lực ấy. Trong ánh nhìn hiện thực phản phất đuôi dòng lệ cảm thông, sự sáng tạo độc đáo cùng những tinh tế trong cách quan sát tường tận, Nguyễn Du đã thành công trong việc tạo ra một truyện Kiều, chứ không phải là bản sao chép của Kim Vân Kiều truyện. Có thể thấy, tác phẩm là sự thành công trên rất nhiều phương diện như ngôn ngữ, nghệ thuật ẩn dụ, nghệ thuật xây dựng tâm lý nhân vật, và không thể không nhắc đến nghệ thuật miêu tả với bút pháp ước lệ tượng trưng của văn học Trung Đại. Trong bài học hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về vẻ đẹp nhân vật Thúy Kiều và Thúy Vân thông qua ngòi bút miêu tả của nhà thơ trong đoạn trích Chị Em Thúy Kiều. Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần 1 La Mã, tìm hiểu chung một nhỏ vị trí đoạn trích. Theo bạn, đoạn trích nằm ở phần nào của truyện Kiều? Đoạn trích nằm trong phần đầu của tác phẩm, đó là gặp gỡ và đính ước. Sau khi giới thiệu về gia cảnh của nàng Kiều, tác giả tập trung miêu tả bức chân dung của Kiều và Vân. Đoạn trích được viết theo thể thơ lục bát, tác giả vận dụng chính thể thơ của dân tộc để tạo nên sự gần gũi trong cách truyền đạt hình ảnh, uyển chuyển trong cách truyền tải cảm xúc. Hai nhỏ về bố cục. Để theo dõi và phân tích một cách chi tiết, chúng ta có thể chia đoạn trích làm 4 phần. Phần 1, 4 câu đầu. Theo bạn, dòng nào sau đây đúng khi nói về nội dung của 4 câu đầu? 4 câu thơ đầu tác giả đã giới thiệu khái quát về hai chị em Kiều và Vân. 4 câu thơ tiếp, tác giả miêu tả về vẻ đẹp của Thúy Vân. 12 câu thơ tiếp theo, tác giả lại miêu tả về vẻ đẹp và tài năng của Thúy Kiều. Và 4 câu cuối là nhận xét chung về cuộc sống của hai chị em. Dựa vào bố cục trên, hãy cùng cô đi vào phần 2 La Mã, đọc hiểu văn bản. Một nhỏ, 4 câu thơ đầu, giới thiệu khái quát về hai chị em Kiều và Vân. Đầu lòng hai ả tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mái cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Mở đầu đoạn thơ, tác giả giới thiệu chung về hai chị em trong gia đình. Lời giới thiệu được sử dụng theo ngôn ngữ vô cùng trang trọng. Trong gia đình của Phương Phi Ngoại, Thúy Kiều và Thúy Vân là hai cô con gái đầu lòng. Kiều là chị, Vân là em. Họ đều là những ả tố Nga, những người con gái đẹp, thùy mị, nết na. Để giúp người đọc có được hình dung về bức chân dung của hai chị em Thúy Kiều, trong hai câu thơ sau, tác giả đã tiếp tục miêu tả vẻ đẹp chung của hai cô gái. Nguyễn Du sử dụng hình ảnh Mai và Tuyết để so sánh cho nét đẹp của chị em Kiều. Mai tượng trưng cho sự thanh nhã, cao sang, còn Tuyết là tượng trưng cho vẻ đẹp trong trắng. Nguyễn Du đã khéo léo ví von vẻ đẹp của hai chị em như Mai và Tuyết, thực sự rất tinh tế và đầy ẩn ý. Bên cạnh việc sử dụng biện pháp so sánh, theo em, trong câu thơ Mai cốt cách, Tuyết tinh thần còn sử dụng biện pháp tu từ nào? Với bút pháp ước lệ tượng trưng kết hợp với tiểu đối, tác giả gợi lên vẻ đẹp mang tính lý tưởng tuyệt đối dành cho hai chị em Kiều. Đó là vẻ đẹp thanh tao, duyên dáng,
trong trắng của người phụ nữ. Viết về người phụ nữ trong xã hội xưa không phải là mới mẻ, nhưng để có được hình ảnh chị em mang nét đẹp hài hòa cả hình thức và tâm hồn, cả dung nhan và đức hạnh, thì mới thực sự là tài năng và bút pháp tài hoa của Đài Thi Hào. Không chỉ dừng lại ở đó, tác giả đánh giá về vẻ đẹp chung của hai chị em Thúy Kiều, mỗi người một vẻ mười phân vẹn người. Có thể thấy, dù mang nét đẹp tuyệt mỹ, nghiêng nước, nghiêng thành, tuy nhiên, ở từng cô gái lại có những nét đẹp riêng biệt, không thể hòa lẫn vào đâu được. Như vậy, chỉ bằng 4 câu thơ đầu ngắn gọn, tác giả đã khái quát được những thông tin cần thiết của nhân vật, đồng thời làm nổi bật lên vẻ đẹp riêng, chung của hai chị em. Từ đó, định hướng cảm xúc cho toàn bài, giúp cho người đọc thấy được cảm hứng ngời ca của con người trong đoạn thơ. Vậy, ở những câu thơ tiếp theo, tác giả đã khắc họa vẻ đẹp của Thúy Vân như thế nào? Hãy cùng cô đón xem những video của bài học này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.